Xin chào mọi người, chúc mọi người ngày tốt lành ha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người coi con này. Em M175. M175 ha khách ha. Hàng zin. Hàng zin con này 4 máy. M175. Con này đang hot ha khách ha. M175. Động cơ nè. Nặng quá, không có ai mọi người. Động cơ 4 máy. Vỏ trước, vỏ sau, hàng mới về cho nên là bao zin cho khách nha. Để xem kỹ hơn về chi tiết của chiếc máy cày này, mọi người có thể gọi cho anh Danh 0909 389 726 sẽ được tư vấn kỹ hơn, chính xác nhu cầu của mình. Mọi người đã quan tâm và theo dõi để liên lạc về thông tin chi tiết của tất cả các dòng máy cài phù hợp với nhu cầu của từng người, từng khách hàng thì mọi người có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại của anh Danh 0909 389 726 nhé. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngày tốt lành.